Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tổng thư ký Quốc hội cho biết, sáng 21 tháng 3, Quốc hội khóa 15 họp kỳ bất thường lần thứ 6 để xem xét quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền. Theo đó, căn cứ hiến pháp, luật tổ chức Quốc hội, nội quy kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền của Quốc hội. Kỳ họp diễn ra buổi sáng tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Ngày 20 tháng 3 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vừa qua theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm của người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Tính từ đầu khóa 15 đến nay, Quốc hội đã tổ chức thành công 5 kỳ họp bất thường. Gần đây nhất, đầu năm 2024, Quốc hội quyết sách hàng loạt vấn đề hệ trọng tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. Sáng 15 tháng 1, Quốc hội khóa 15 khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5, sự kiện có sự tham gia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hơn nửa nhiệm kỳ, số kỳ họp bình thường là 6, nhưng số kỳ họp bất thường đã chạm con số 5, thì rõ ràng đó là sự bất thường. Nhìn cả lịch sử 78 năm qua của Quốc hội Việt Nam, cũng chưa khi nào Quốc hội lại họp nhiều đến thế, đó là điều không bình thường. Nhưng, trước những yêu cầu của cuộc sống, trước đòi hỏi không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, những bất thường đó đã dần trở nên bình thường. Quốc hội không chỉ phải phấn đấu ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp, mà phải rất linh hoạt, mang theo yêu cầu, hơi thở cuộc sống, bám sát tình hình thực tiễn của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ như thế khi việc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 5 chính thức được quyết định. Theo yêu cầu cuộc sống thì phải làm thôi, ông diễn đạt hết sức giản dị về sự cần thiết có thêm kỳ họp bất thường. Đã là bất thường, tất nhiên chỉ có thể đáp ứng những yêu cầu thực sự cấp bách. Đầu tiên, dự thảo luật đất đai sửa đổi đã không thể thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 11 năm 2023 như lịch trình đã định. Sự cẩn trọng này là hết sức cần thiết bởi với vai trò hết sức quan trọng, có tác động sâu rộng đến mọi mặt kinh tế xã hội và đến mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cả về trước mắt lẫn lâu dài, thì chất lượng của luật đất đai sửa đổi phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng cũng không thể đợi thêm hơn nửa năm nữa, đến kỳ họp bình thường lần thứ 7 giữa năm 2024, Quốc hội mới bấm nút bởi yêu cầu cuộc sống đã vô cùng cấp bách. Tương tự, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi đã không thể về đích đúng hẹn. Không tác động đến mọi nhà như luật đất đai, nhưng đây cũng là đạo luật tác động sâu rộng đến nhiều đối tượng, trực tiếp tác động đến chính sách tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn, an ninh hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia. Vì thế, cẩn trọng bao nhiêu cũng có thể là chưa đủ. Song, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đang gặp khó, xử lý nợ xấu đã có khoảng trống về hành lang pháp lý, đặc biệt sự an toàn lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng không còn là mối quan tâm của riêng các nhà chức trách mà đã nằm trong nỗi lo của người dân và doanh nghiệp. Thế nhưng, cho đến tận phiên họp thứ 29 chiều 9 tháng 1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, cần xem xét kỹ hơn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp thêm một phiên bổ sung. Nếu trình thông qua được kỳ này là tốt nhất, trường hợp bất khả kháng thì đành lùi lại, Chủ tịch Quốc hội nói. Bên cạnh hai luật tại kỳ họp bất thường, Quốc hội còn xem xét dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Chỉ cần 2 năm nữa là các chương trình này kết thúc, nhưng những vướng mắc cần tháo gỡ đã và đang ngổn ngang trăm mối, gỡ vướng sớm ngày nào cũng có nghĩa những quyết sách nhân văn, những đồng vốn quý giá sớm đi vào cuộc sống ngày đó. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dù ủng hộ mạnh mẽ tinh thần gỡ vướng đến nơi đến chốn của chính phủ, nhưng vẫn cần Quốc hội ra tay. Nội dung thứ tư trong chương trình nghị sự của kỳ họp bất thường này là xem xét bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công.
trong 63.725 tỷ đồng, riêng lĩnh vực giao thông là 57.735 tỷ đồng, để tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, hệ thống đường ven biển, đường cao tốc, nút giao kết nối. Đầu tư như vậy để phát huy tối đa hiệu quả các tuyến đường cao tốc đã đưa vào khai thác, các dự án có tính liên vùng, kết nối các khu công nghiệp, sân bay, cảng biển. Các dự án kết nối nội vùng để thu hút nhà đầu tư, phát huy hiệu quả kinh tế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu có trên 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025. Với ý nghĩa như thế, đồng vốn được quyết định càng sớm thì nền kinh tế càng có thêm động lực. Đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, nhưng chất lượng vẫn là quan trọng nhất. Yêu cầu xuyên suốt đó với các quyết sách từ cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đã lý giải cho những bất thường đang dần trở nên bình thường ở nghị trường. Kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã khai mạc vào ngày 15 tháng 1 và dự kiến bế mạc vào sáng 18 tháng 1 theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Quốc hội nghỉ một ngày 17 tháng 1 để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 4 nội dung sau. Dự thảo luật đất đai sửa đổi. Sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, gồm 16 chương, 260 điều, bỏ 5 điều, sửa đổi bổ sung tại 250 điều, cả về nội dung và kỹ thuật, so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Đối với những nội dung lớn xin ý kiến tập trung thảo luận tại kỳ họp thứ 6, trên cơ sở nghiên cứu, thảo luận, trao đổi, rà soát kỹ lưỡng, các cơ quan hữu quan đã thống nhất chỉnh lý hoàn thiện các nội dung về quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, không mở rộng phạm vi nhận chuyển quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, điều 28. Cùng với đó là các nội dung đáng chú ý khác về trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập, sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm đối với tài sản gắn liền với đất, điều 34. Dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Sau khi được tiếp thu chỉnh lý, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, gồm 15 chương, 210 điều. Trong đó đã tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về nhiều nội dung, giải thích từ ngữ, ngân hàng chính sách, tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, người điều hành và một số chức danh khác của tổ chức tín dụng, ban kiểm soát, kiểm toán độc lập, hoạt động của tổ chức tín dụng, giới hạn cấp tín dụng, tài chính, hạch toán, kế toán. Một số vấn đề lớn của dự thảo luật báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gồm dự phòng rủi ro, can thiệp sớm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng, xử lý trường hợp tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt, vay cho vay đặc biệt, xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo, cơ quan quản lý nhà nước, điều khoản thi hành. Dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, để nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai theo trình tự, thủ tục rút gọn. Dự thảo nghị quyết gồm 6 điều quy định về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, để nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gồm phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương hàng năm, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư vốn hàng năm của chương trình mục tiêu quốc gia, ban hành quy định trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án phát triển sản xuất. Nội dung thứ tư là việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Dự thảo nghị quyết gồm 3 điều quy định về việc sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!